shop hamtv.vn, shop bán ạc Liên Quân, Wi-Fi, Kim Cương, Quân Huy và thẻ cào game, uy tín tự động 100%. Thử vật may Quân Huy, Kim Cương chỉ với 20k, các bạn sẽ có cơ hội nhận 10.000 Quân Huy và Kim Cương. Nhận 9.999 Quân Huy và Kim Cương, giá trị 1.000 đồng tại khung giờ vàng. Link shop mình để dưới phần mô tả video nha. Xin chào các bạn đã đến với shop Hà Anh TV.vn nha. Thì giới thiệu với các bạn đây là giao diện của shop Hà Anh. Shop có rất là nhiều ưu đãi cho các bạn luôn. Còn bạn nào mà mình có nhu cầu mua ạc Wi-Fi, Liên Quân, Quân Huy, Kim Cương hay là thẻ cào game thì có thể ghé shop ủng hộ cho Hà Anh nha. Đây là giao diện của shop này các bạn. Thì sau khi mà đăng nhập cũng như là nạp thẻ cào game thì bây giờ Hà Anh sẽ đến luôn với vòng quay thẻ Garena 20k. Thì ở vòng quay này các bạn chỉ cần bỏ ra là 20k cho một lượt quay thôi. Thì bình thường chỉ với 20k thì các bạn sẽ có cơ hội nhận là 20k, 50k, 100k, 200k và những giá trị cực khủng khác nữa. Chứ mà các bạn mua thẻ ở ngoài thì 20k các bạn chỉ được thẻ 20k thôi, không có được thêm tí nào luôn. Thì ở lần quay đầu tiên là Hà Anh huề vốn, còn ở lần quay thứ hai này Hà Anh đã nhận được là 50k chỉ với 20k bỏ ra thôi. Thì là lời nha, lời 30k luôn. Tiếp tục ở lần quay thứ 3 tiếp tục là 50k. Thì như các bạn cũng đã thấy qua 3 lần thì đã có 2 lần là Hà Anh đã được lời gấp đôi rồi. Cực kỳ là xịn luôn. Thì nhân dịp 8 tháng 3 thì shop có rất là nhiều khuyến mãi khác nữa, cũng như là ra mắt phần quay kim cương giá 1.000 đồng. Thì các bạn có thể đến shop và tham khảo thêm chi tiết nha. Ngoài ra thì shop còn có khuyến mãi mức nạp thẻ, nạp 100k tặng 650 kim cương, 200k tặng 1.500 kim cương, 500k tặng 3.600 kim cương, và nạp 1 triệu sẽ tặng 10.000 kim cương kèm 5 có tự chọn, cực kỳ là xịn sò luôn. Tiếp đến thì anh sẽ đến với vòng quay có súng 20k học sinh. Thì nói là học sinh thôi chứ mà đang dịch đó, học sinh nghỉ mà người lớn cũng có nghỉ nữa. Nên là các bạn cứ đến shop thử vận may cùng với Hà Anh nha. Thì Hà Anh đã nhận được là mã scat thần tình yêu, cực kỳ là ngon lành cành đào luôn cái mã code này nè. Thì sau khi mà nhận được mã code thì các bạn cứ ngồi chờ thôi. Trong vòng 24 giờ thì hệ thống sẽ gửi về cho các bạn. Các bạn chỉ cần vào game là mình sẽ nhận được nha. Các bạn nhớ like, share cũng như là đăng ký kênh để thấy video của Hà Anh đầu tiên nha. Thì sắp tới Hà Anh sẽ ra thêm nhiều video hay nữa, cũng như là sẽ tặng code. Điểm đã được em, mà game là lỗ, nhưng sao lỗ?